Câu hỏi kế tiếp, cách đây hơn 10 năm con bị tai nạn, thuộc một đốt sống lưng đã điều trị, nhưng vài năm gần đây con lại bị đau nhức hai bên lưng rất nhiều. Xin hỏi thầy, sau khi con tham gia khóa thanh lọc này thì bệnh con có hết không? Tùy theo sự thực tập của quý vị, nếu quý vị thực tập đúng đánh bao nhiêu thì kết quả nó tốt đẹp và nó chuyển hóa nhanh chóng bấy nhiêu. Nếu chúng ta không lắng nghe, không thực tập, thì nó sẽ không có sự chuyển hóa hay là nó sẽ không có lâu dài. Kể cả cái tư thế ngồi chúng tôi cũng nhắc quý vị một ngày rất là nhiều lần để điều chỉnh lại cái cột sống của mình. Và từ cái sự điều chỉnh cột sống này nó sẽ đưa đến sự điều chỉnh của toàn bộ cái hệ xương khớp của mình. Và từ cái hệ xương khớp được điều chỉnh, nó sẽ đưa đến điều chỉnh luôn cái hệ thần kinh nội tiết dọc theo cột sống của mình. Thành sau khi mình thực tập đúng đắn ở trong khóa học này thì mình mới thấy được cái sự chuyển hóa bệnh tật của mình và tiếp tục khi chúng ta về nhà chúng ta cũng phải thực tập cho đúng đắn. Thành không ai có thể giúp được mình. À, tất cả những gì chúng tôi chia sẻ cho quý vị là nền tảng căn bản là nguyên tắc là quý vị phải là người thực tập cho chính mình. Mình thực tập càng đúng bao nhiêu thì kết quả nó càng rõ ràng bấy nhiêu. Nếu kết quả chưa đến tức là mình thực tập không đúng mà thôi.